qua vào 1 giờ buổi sáng ở chỗ chợ 30 tháng 4 với mình nha. Đây là khu vào đầu chợ. Về nước ngoài nghe, lỡ tao chọn tao nghe. Ba khía này sao cô? Bán sao? 90 ngàn chục. Ê bóp, có gì mua thì mua cũng ngon mà. Khía ngon lắm đó. Dạ. Nó mẹ con thái ba khía này đó. Mẹ con có thể ăn ba khía mà với cơm nguội là rồi đó.
cho quay mặt cô nhé. Thôi đi luôn cô ơi.
cua cải trong đây nhé.